Ok, ở Rồi. trên cái app của nó thì em đang bay ra phía này. Bên này đúng Ừ, không phải bay phía này đâu, đây không? mới là Flower City ông ạ. Cái bên kia là bên. À, bên kia thì không phải, bên kia thì là tôi cũng chả biết là chỗ nào. Đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Ok, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với channel YouTube của Linh Kiện RC. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 bay test thử chiếc Fimi X8 SE này. Đây là một sản phẩm mới ra mắt, một siêu phẩm mới của hãng Xiaomi về thị trường drone, về thị trường flycam. Điểm qua thông số kỹ thuật của sản phẩm này thì Fimi X8 SE được trang bị viên pin là 4678 mAh cho thời gian bay khoảng 33 phút. Cái dung lượng pin bằng với lại dung lượng pin của Phantom 3 trên của hãng DJI. Tuy nhiên thời gian bay thì tương đương với lại Mavic 2 của hãng, cũng ở hãng DJI luôn. Với cái viên pin này thì tôi đánh giá một viên pin rất kinh khủng, một thời gian bay rất lâu trên cái công nghệ flycam, thiết bị bay không người lái hiện tại. Fimi X8 SE được trang bị gimbal chống rung 30 và có cái cụm camera là 12 megapixel của camera 4K. Cái cụm camera này được trang bị bộ cảm biến sensor của Sony. Tôi nhớ không nhầm thì là IMX378. Cái sensor này nhà sản xuất Xiaomi đã từng được sử dụng trên một số dòng điện thoại như là Xiaomi Note 2 hoặc là Xiaomi 5S thì phải. Xiaomi 5S. Và trên Fimi X8 SE thì có cái trang bị cảm biến để giữ vị trí, cảm biến giữ vị trí trong môi trường không có GPS, và nó không hoàn toàn là không có cảm biến là giữ vật tránh vật cản giống như là của Mavic. Đây là một cái sản phẩm trong cái phân khúc giá khá là mềm bằng với lại bản combo của DJI Spark. Tuy nhiên thì cái cấu hình này nó gần như tiệm cận với lại Mavic. Và cái khoảng cách bay này của nó cũng đã được cải thiện rất đáng kể khi mà cái công nghệ truyền tải sóng, truyền tải điều khiển này lên đến 5 cây số. Cái công nghệ này nó giống như công nghệ của Mavic. Tôi nghĩ rằng vẫn phải kém hơn thôi. Cái tầm truyền xa, cái tầm điều khiển của Fimi X8 SE lên đến 5 cây số. Và cái công nghệ này để mà vượt được qua cái khoảng cách mà lên đến 5 cây số này thì nhà sản xuất tôi tin rằng họ đã phải sử dụng một cái công nghệ truyền tải sóng khác. Nó giống như là công nghệ Lightbridge trên của hãng DJI. Tuy nhiên để nói về truyền tải sóng thì tôi vẫn chắc chắn rằng tôi vẫn nghĩ rằng là Mavic vẫn tốt hơn rất là nhiều, khi mà Mavic 2 bây giờ có những cái công nghệ rất là tốt để có thể nhận biết được các cái sóng gây nhiễu xung quanh. Trên con Fimi X8 SE này thì ngoài những cái tính năng mà như tôi kể trên thì nó có một cái điểm mà theo thông số của nhà sản xuất công bố thì có cái bộ động cơ và cái thiết kế cánh này nó có giảm thêm cả tiếng ồn nữa. Giảm đâu đấy hình như là 7 decibel này phải. Tôi nhớ không nhầm, ở đây tôi không có cái thiết bị để đo được độ ồn cho nên tôi cũng không rõ lắm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng test thử xem còn chất lượng hình ảnh ở trên chiếc Fimi X8 SE này và cái trải nghiệm bay của nó như thế nào anh em nhá. Hãy cùng tôi test thử nào. Trên con Fimi X8 SE này thì khi mà lắp cánh anh em, nó sử dụng một cái bộ cánh gài, nó giống như là cánh trên Phantom 4, là cánh sẽ gài. Cánh gài nó rất là tiện, rất là hay. Nếu như Phantom 3 thì họ sử dụng cánh xoắn ốc thì sau một thời gian sử dụng sẽ bị trờn. Còn trên con Phantom 4 hoặc là như cái công nghệ cánh của trên X8 SE nó dự cánh gài thì rất là nhanh và gần như không có cái độ về khấu hao, về độ trờn gen gì cả. Bây giờ chúng tôi sẽ bật nó lên nhá. Bây giờ tôi đã bật tay cầm rồi, bây giờ tôi sẽ bật máy bay, ấn và giữ. Giới thiệu với anh em, đây là thuyết béo. Khi mà anh em bật lên nó sẽ kêu là tít tít tít, xong rồi kêu một tiếng tít dài rất là hay. Có nhiều cái dòng flycam trước đây thì cái tiếng kêu của nó nghe na ná nhau, nhưng con Xiaomi này thì cái tiếng kêu của nó thực sự là một tiếng kêu nó khác biệt rồi, giống như kiểu là đi ra nó có một tiếng kêu khác biệt. Đúng tôi rồi. Nghĩ là chỉ có những hãng lớn mới có những cái âm thanh nó khác biệt như thế. Để kết nối với con flycam này thì anh em sẽ cần phải có download một cái app là X8 SE. Fimi có cái app của nó là cái app là Fimi Navi. Cái tên rất là hay, Fimi Navi, nghe như tên một ca sĩ mà tôi trước đây tôi từng rất thích. Ok, bây giờ tôi đã bắt đầu khởi động máy bay rồi. Và khi mà khởi động máy bay thì gần như tôi không phải setup hay là xoay gì cả, nó tự nhận luôn. Có thể là tôi đã có trải nghiệm rồi cho nên là nó tự nhận luôn, chứ nó không cần phải tôi xoay. Nếu như tôi cần phải xoay thì có thể tôi sẽ vào trong app để tôi ấn vào chỗ Compact Calibration này, tôi vẫn calibrate là nó sẽ xoay.
trên cái màn hình anh em có thể chọn những cái điểm như là điểm return to home, là điểm máy bay hay là điểm của người đang đứng, thì chắc chắn là mình phải chọn điểm người đang đứng rồi, đúng không anh Thuyết? Đúng rồi, để nó quay trở về chúng ta. Đấy, cảm giác đầu tiên mà tôi khi mà nhìn cái hình ảnh truyền về của con Fimix 8SE này thì đấy là cái hình ảnh truyền về rất là nét, bởi vì con này nó không phải truyền 720 giống như một số dòng khác, mà con này nó sẽ là truyền hình ảnh liver về cái điện thoại mình là ở độ phân giải HD, nên là trông nó rất là nét ở trên cái màn hình điện thoại luôn. Trên cái app của nó thì anh em có thể điều chỉnh các thông số quay, như là điều chỉnh về 4K hay là xuống 3K7 hay là như nào ấy, đúng không anh Thuyết? Không thiếu gì. Nó có thể điều chỉnh để tăng cái độ ghi hình lên, frame rate lên. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bay thử luôn đúng không anh Thuyết nhỉ? Ready to go rồi này. Còn một cái nữa là cái app của cái con này ấy, thì nó rất là nhiều cái tính năng để mình tùy chỉnh, mặc dù ở những cái dòng kiểu tầm phân khúc khoảng 8-9 triệu ấy. Nó cũng khá đầy đủ rồi, nhưng tôi vẫn có một cái cảm giác gì đấy nó hơi thua kém so với hàng của DJI một chút về cái app này. Nhưng con này thì tôi lại có cảm giác là cái app của nó khá đầy đủ, giống như là những cái sản phẩm của DJI nhỉ, cài đặt rất là dễ nữa. Nhưng mà con này có một cái điểm nó hơi dở là không biết là có hay không, con này thì nó không có lịch sử bay. Không có tài khoản và lịch sử bay. Không có tài khoản và lịch sử bay là cái điểm hơi thua kém so với Husqvarna Zino và DJI. Còn nếu như con này mà trong trường hợp có sự cố mà check ra được lỗi của nhà sản xuất hay là của người dùng thì rất là khó. Husqvarna Zino thì ở cái phân khúc giá đấy thì chất lượng nó cũng rất là tốt, chỉ cơ bản là cái thương hiệu của nó chưa bằng hãng Xiaomi này. Nên là có thể là cái mức giá nó sẽ phải bán rẻ hơn một chút, chứ tôi nghĩ là chất lượng của nó cũng gần như là chỉ thua một chút thôi, không nhiều. Đúng rồi, tôi vừa mới phải tắt mà chuyển chế độ máy bay, chuyển điện thoại về chế độ máy bay để không có nhận cuộc gọi, để đỡ gián đoạn trong quá trình tôi làm review. Tôi sẽ ấn ghi hình luôn anh em nhá. Tôi sẽ ấn ghi hình luôn và để khởi động cánh quạt thì anh em sẽ gạt hai cần ở bên trong như thế này. Anh em nghe thấy không gì không ạ? Một tiếng vít vít để kiểm tra cánh. Đây là một cái tiếng mà nó là một cái trải nghiệm mà giống như hàng DJI đúng không anh Thuyết? Giống như một hàng của DJI bây giờ sẽ cất cánh lên. Trước đây đã từng có một lần anh em chúng tôi bay là khi nó vít cánh là cái cánh văng ra luôn. Đúng rồi, tại vì nó cái chốt nó không chặt thì cái này nó bảo đảm an toàn, máy bay rất là tốt luôn. Đúng rồi, đây là một cái để vít cánh. Bây giờ tôi đã ấn ghi hình rồi, tôi sẽ bắt đầu bay lên cao để lấy được cái khung cảnh của đầm Hồng anh em nhá. Đây là cái chỗ mà chúng tôi hay review. Anh Thuyết, anh nhìn qua cái này thì anh thấy thế nào? Đang để là 2K7. Mình đang để là 2 à quay mấy ít 2K xong tí nữa mình sẽ lấy 4K để phân biệt cho anh em xem. Những app lên YouTube nó chỉ được 2K đấy anh em ạ. Không có khác biệt đâu. Bây giờ tôi sẽ tắt hình ảnh đi và tôi sẽ chuyển về chế độ 4K đi. Quay hẳn 4K cho tươi. 4K đi. 4K nó bao nhiêu FPS cao nhất này? 30. 4K nó là 30 FPS là cao nhất anh em ạ. Tôi sẽ bắt đầu đẩy lên nhá. Cái tầm cao bây giờ là khoảng tôi đang đỡ bay ở độ cao là 30m. Tôi sẽ test luôn cái chế độ cụp cam xuống này. Bay luôn là cái chỗ mà hôm nọ chúng tôi đã từng cụp cam xuống để soi cho con Husqvarna Zino để anh em. Tí nữa anh em xem video nó như nào luôn. Rồi, mình sẽ bay một cái đoạn. Mình sẽ bay một cái đoạn lấy cái đường chân trời này. Rồi, bay rồi. Cái tốc độ bay của con Fimix 8SE lên đến, nếu mà trong điều kiện và tốc độ tối đa của nó lên đến 65 km/h đấy. Nó có chuyển chế độ Sport không? Hình như ở trong này không có chuyển chế độ Sport. Thế thì nó thua con Zino anh em ạ. Zino có chế độ Sport. Tôi vẫn thích cái dòng Zino hơn vì nó có cái tốc độ bay rất là nhanh. Tôi ưa tốc độ. Rất cao nhờ con này cam rất cao. Đây, nhìn cái cỏ với lại nhìn cái mương nước này. Anh em có thể nhìn thấy những lá cây ngọn cỏ đang xào xạc trong gió nhá. đang bay rất kinh, chim én lượn đầy trời luôn. Giờ tôi chỉ hy vọng là những con chim én nó không cao hứng, nó phi thẳng vào cái máy bay của tôi là thôi, coi như chấm hết luôn. Mà tôi không hiểu én về mùa xuân nhưng bây giờ đang giữa mùa hè mà lắm én thế. Không hiểu kiểu gì. Ở trên con Fimix 8SE nó có một cái chế độ cái có một núm xoay rất là hay anh em ạ. Anh em ở đây, cái núm bên tay phải này nó cái cân bằng trắng. Nó bù trừ sáng. Bù trừ sáng nghĩa là nếu mà trong trường hợp mà tối quá thì có thể bù trừ lên. Cái góc quay của cái gimbal này cũng rất là cao nhá. Cái góc quay này có thể cao ngưỡng lên luôn này. Đấy lên trận này luôn này. Đấy, đây là cái tối đa này có thể lên được chẳng hạn điều chỉnh. Có thể điều chỉnh được cái góc, những cái góc mà 3/4 nó có đo cả cái độ của cái gimbal này luôn này. Cái gimbal này thì có hai điều tôi thấy rất là hay, đó chính là cái
cái góc quay nó khá nhỏ, cái độ nhạy nó, cái độ phân chia độ nó rất là nhỏ, thì khi quay nó sẽ rất là mượt, khoảng 0,0 mấy độ phải đúng không? Ừ. Nó rất là mượt. Và cái thứ hai là cái nó khi ngẩng đầu lên nó sẽ ngẩng được lên khá là cao. Cái trục xoay của nó tốt hơn so với Husqvarna Zino. Đúng rồi. Trục xoay này rất êm. Trục xoay này phải có thể như là gần như tương đương với lại Mavic rồi. Đúng rồi, tôi thấy nó xoay trục, rất là mượt. Trục xoay rất mượt. Hôm nay thì trời cũng hơi sương mù một chút, nhưng mà anh em có thể để ý thấy những cái mái nhà độ màu sắc nó cao, rất là độ chi tiết cao luôn. Nét như Sony mà. Nét như Sony. Anh em có thể nhìn thấy những cái thương hiệu rất nổi tiếng của những cái chiếc bình nước tét nước inox ở trên nóc nhà kìa. Sơn Hà nhá anh em nhá. Tôi nhìn thấy rồi ấy. Tôi bay vừa đầu. Bay tiến và tôi vừa mới xoay đầu cho anh em để nhìn cái khung cảnh xung quanh. Mới một chiếc Fimi X8SE này, cái tầm xa điều khiển lên 5 cây số thì gần như là nó phải bay đến tầm cái chỗ. Nếu như anh em nhìn thấy trên màn hình thì nó phải tầm bay đến mấy cái tòa nhà phải mờ là đằng sau. Royal đó. City, thông báo anh em là Royal City là một cái tòa nhà khá lớn ở Hà Nội nhá, của Phạm Nhật Vượng à. Khủng lắm. ok, trên cái app của nó thì em đang bay ra phía này. Bên này đúng không? Không phải bay phía này đâu, đây mới là Royal City không ạ? Cái bên kia là bên kia thì không phải, bên kia thì là tôi cũng chẳng biết là chỗ nào. Quanh đây thì cũng là nhiều hồ phết nhỉ, bây giờ bay thử ra phía này đi. Con này bay khỏe thật. Con này sóng của nó hơn ấy rất nhiều đấy. 5 km thì cái tầm pin của nó chắc khả năng nó sẽ phải đủ để đáp ứng được cho nó, thì phải hơn 30 phút nhỉ. Nếu mà nếu mà 5 km mà thời gian bay thực tế mà nó mà không được khoảng 30 phút thì tôi nghĩ nó sẽ hơi khó để khi mà thực hiện những chuyến bay dài. Tất nhiên thì khi mà anh em mới chơi những cái dòng mà đặc biệt là những dòng cao cấp này, mình không nên test bay cao bay xa luôn. Những cái lần bay đầu tiên của anh em mang tính chất là để sạc xả pin là chính anh em ạ. Đây, cái điều này rất là quan trọng. Bảo quản pin là một yếu tố tối quan trọng luôn. Khi mà bay những cái màn bay đầu tiên thì anh em mang tính chất là để bay gần và sạc xả pin, không mang tính chất là để bay bạo lực hay bay test tầm cao tầm xa gì cả. Vì pin từ nhà sản xuất ra về đến tay anh em thì nó còn quá trình vận chuyển rất khá là dài. Thường thì khi mà trên những diễn đàn anh em nói lỗi về máy rồi các tất cả mọi thứ bay thế này thế kia thì tôi nghĩ nó khoảng 80% nó rơi ở cái lỗi ở cái pin do bảo quản ấy. Khiến cho cái máy của mình mất ổn định rất là nhiều. Cũng có thể pin do nhà sản xuất. Nhưng mà cái điểm yếu của cái con Fimi này là không có ạc để check lỗi. Nó không có lốc. Không có lốc bay. Không có lốc để check lỗi pin hoặc tất cả mọi thứ. Đây nó rất là khó để kiểm soát. Rất là khó. Đây là một cái điểm khuyến khuyết mà thực sự là lớn nếu như ở trong cái trường hợp mà bán để hậu mãi bán hàng. Đúng mà không? Cái mức giá nó cũng không phải là ở mức giá nó quá là rẻ. Nó đúng còn rồi. Mức giá phân khúc tầm vừa cái, vừa. Cái tầm này mà không có lốc là một cái điểm rất là không cảm thấy không vui lắm. Đúng không? Như Zino, cái tầm dưới 10 triệu đã có lốc bay rồi để check bảo hành rồi. Xem rất là dễ và có những vấn đề thì anh em bay như nào thì mình cũng học hỏi kinh nghiệm qua cái lốc đấy nữa. Đúng rồi. Ngoài vấn đề bảo hành ra. Lỗi ông nào ông đấy biết ngay. Đúng rồi. Có lẽ là chính vì thế mà con này trên diễn đàn là rất nhiều anh em là tôi thấy phản hồi là cũng kêu lỗi này lỗi kia, nhưng tôi nghĩ đấy là do không có lốc nên mọi người không biết như nào thôi. Nên là thường cái ý kiến phản hồi sẽ nhiều hơn với những cái máy có lốc thông thường. Chứ tôi thấy nó bay thực sự là cũng khá là ổn định ấy. Con nó bay ngon mà bay này, cái anh thuyết anh nên trải nghiệm, anh đang bay ở độ cao khoảng 70-80 mét. Anh em có thể nhìn thấy cái khung hình, anh cảm nhận cái ga của nó ấy. Rất mượt, cảm giác ga này giống như Mavic. Cảm giác ga này thì tôi nghĩ là nó cũng thực sự là rất là mượt. Nó còn liên quan đến một cái nữa, đó chính là cái gimbal của nó, như anh em mình nói ấy. Cái độ phản hồi gimbal rất là nhanh, nên là nó đưa cái hình ảnh về cực kỳ đỉnh luôn. Mặc dù tôi bay hơi gắt ga một tí và tôi nhả ra nó cũng lắc, nhưng mà trên màn hình không có một tí nào cái biểu hiện về lắc luôn này. Cái gimbal cái độ phản hồi lên đến 0,001 độ. 0,001 độ, rất kinh khủng. Trên Fimi X8SE này thì nó có cái theo nhà sản xuất thì bảo là có cảm biến. Theo tôi đọc ở trên website của hãng Xiaomi Fimi thì họ báo là có cảm biến 2 chiều, và chiều trên nó là cái giữ vị trí bằng GPS. Đúng rồi. Anh em lại không hiểu ý của chúng tôi khi mà nói đó là cái bộ phận cảm biến, tuy nhiên là nó là không phải là cảm biến va chạm nhưng anh em vẫn hiểu đâu. Nó là cái cảm biến để thu cái tín hiệu để nó xác định được cái vị trí thôi. Nó chỉ cảm biến là giữ vị trí thôi chứ không bằng tính chất là cảm biến để chống va chạm được. Những cái dòng mà thực ra cái cảm biến chống va chạm là cái cảm biến mà đến một lúc nào đấy thì nó là cái tính năng hơi thừa.
Khi tôi cầm một cái máy này, tôi phát hiện ra một điều cực kỳ thú vị của con Xiaomi này, đó chính là cái tính năng cảnh báo gió. Đây cái mạch màu vàng ở trên app này. Khi có gió lớn nó sẽ tăng lên. Nhìn này. Khi buông cần ra, cảm giác cánh quạt quay nhanh nó sẽ tăng cái vàng này lên. Khi cái vàng này đến đây tức là gió đang lớn. Nó báo luôn đây. Ước gì mà cái màn hình nó có thể to hơn để mình chèn được cái màn hình mà mình đang trải nghiệm, rồi, mình đang nhìn vào để anh em có thể nhìn rõ hơn. Thực ra cái app của nó thì nhìn thì hơi nhiều thông số nhưng mà cảm giác đầy đủ, nhưng mà để mà gọi là để mà giống như của DJI, em vẫn cảm thấy cái trải nghiệm cái hiển thị của DJI nó vẫn tốt hơn. Anh nghĩ nó cũng do một phần của mình cũng hay quen dùng quen cái của DJI rồi. Mình quen mắt dùng của DJI. Thì anh thấy con này nó cũng khá đầy đủ chứ, nó cũng không thiếu gì cả. Đúng cái gió này hay này, khi bay gặp gió nó sẽ báo luôn đây. Có cảnh báo gió. Có cảnh báo gió. Đang khóa, nó hình như đang khóa sáng thì phải. Anh vừa lúc vừa ấn vào khóa sáng thì phải. Okay. Cái camera của con Fimi X8 SE này rất là hay nhá. Tôi đánh giá rất cao cái camera của nó anh em ạ. Cái cảm biến của nó. Đây, tôi vừa mới đang cái điều chỉnh cái độ bù trừ sáng. Đúng rồi. Tôi đang test thử. Cái nút khóa sáng đấy là nó sẽ chọn một phân vùng ánh sáng trên màn hình. Mình bấm vào đấy thì nó sẽ lấy sáng theo cái phần đấy để cho cái hình ảnh đẹp hơn. Tôi thì không chuyên môn về hình ảnh lắm nên tôi chỉ hiểu cái đại ý nó là như thế thôi. Cái này thì chắc là có nhiều anh em chơi về ảnh hoặc quay phim thì chắc là sẽ rõ hơn chúng tôi và có thời gian vọc vạch hơn chúng tôi. Đúng rồi. Con này có rất nhiều cái tính năng bay thông minh, ActiTrack, rồi rất nhiều cái detail tính năng thông minh. Thực ra cái cảm biến và chống va chạm nó sẽ rất là đại khái là nó sẽ có phát huy được tác dụng thì nếu như mà trong cái trường hợp mà có tính năng thông minh bay thì cái bay thông minh đấy giống như là ấy không nhỉ? Giống như Mavic nhỉ? ActiTrack thì anh nghĩ nó sẽ hoạt động cùng một cái nguyên lý nó hoạt động. Thì hình như là không mà con này làm gì đâu có cảm biến chống va chạm đâu mà quan tâm vào cái đấy làm gì. Đúng rồi, thì mình cứ ActiTrack rồi đi theo bình thường ở những khoảng rộng thôi, cũng chắc nó không khác gì. Nếu mà khi mà sử dụng các cái tính năng bay thông minh thì anh em lưu ý là mình nên căn vật cản để làm sao máy bay nó phải đạt đủ cái khoảng không để nó bay anh em nhá. Vì bay thông minh là cái bay mà hoàn toàn là máy bay nó sẽ xác định những cái cài đặt ban đầu để nó bay theo cái đấy, cho nên nó không mình nhiều khi mình sẽ rất nhiều anh em bị rơi rất là do là sử dụng cái tính năng bay thông minh này nó vượt qua cái tầm kiểm soát. Đấy, cánh quạt quay cũng ở cái thực ra thì nó cũng phải bằng cái tiếng của nó to hơn Mavic. Anh nghĩ là nó to hơn Mavic một chút tại to vì cái con Mavic cánh dù Mavic sao thì nó có một cái chất lượng cánh nó cũng sẽ tốt hơn một chút này. Rồi cái phần nó có cái gì gọi là loại bỏ hạn chế tiếng âm ra từ cánh ấy. Rồi công nghệ loại bỏ tiếng ồn. Đây, tôi đã bay về gần rồi. Đây, cũng thử quay một vài shot để thử test cho anh em xem nào. Bây giờ tôi sẽ bay cố gắng lấy một vài cái shot đẹp để tôi có thể cho anh em xem nhá. Bây giờ tôi sẽ bay ra hồ đi. Điều chỉnh lên cái đường chân đẹp trời. Đẹp nên chúng ta cũng chỉ bay ở gần thôi. Gần thôi. Đây là lần đầu tiên mà tôi trải nghiệm chiếc Fimi X8 SE này, cho nên là tôi sẽ cố gắng để bay cẩn thận nhất có thể. Anh em cũng nên như vậy. Khi mà những cái lần bay đầu tiên thì mình chỉ nên để gọi là tập bay. Tập bay là chính. Tập bay là chính. Thời gian bay con này cực kỳ dài anh em ạ. Và để mà test được hết cái thời gian bay này thì tôi nghĩ là lên một clip nó rất là lâu. Hiện tại thì cái theo như app của tôi báo thì tôi đã bay được 10 phút 45 giây và vẫn còn 22 phút nữa. Đúng rồi, tức là tổng thời gian bay nó khoảng độ 33 phút. 33 phút đúng không? Nếu như anh em chỉ bay ở cái đây hôm nay là gió rất nhẹ. Gió nhẹ và gần như không có gió. Thì thời gian bay nó sẽ gần sát với cái thông số nhất. Và mình vừa nói như thế này cho nên là nó cảm giác như là nó không có. Còn nếu mà anh em mà cầm máy ra một mình anh em đứng bay, tôi nghĩ là cái cảm giác trải nghiệm nó sẽ thực sự là cảm thấy nó lâu và sốt ruột. 33 phút. Sóng con này khỏe thật. Ok anh em ạ, và tôi nghĩ rằng đây là một cái clip và chúng tôi đã giới thiệu với anh em khá là chi tiết về con Fimi X8 SE này. Anh em có nhận xét gì về cái chất lượng cam của nó? Chúng tôi sẽ cố gắng để up file gốc anh em ạ. Và chúng tôi sẽ cố gắng để up được cái file cao nhất có thể. Tại vì nếu mà up, tôi sợ rằng nếu mà up full thì có thể nó sẽ rất là nặng. Tôi sẽ up cái file cao nhất có thể để anh em có thể nhận xét anh em nhá. Và đây là cái buổi review trải nghiệm thực tế và chúng tôi đã nói lên những cái cảm xúc hoặc là những cái trải nghiệm. Đúng rồi, đấy là trải nghiệm mà chúng tôi cũng như các bạn ấy
lấy con Fimi X8 này về mà mang ra, nó sẽ là những cái trải nghiệm thật và những cái thông số thật nhất để đưa đến cho các bạn nhé. Còn bây giờ hãy thử gọi con Flycam về để anh em chúng ta cùng nhau nhìn nào. Rồi bây giờ ta sẽ gọi thử nha, return to home đúng không? Ok. Tôi sẽ bay ra xa xa một chút. À, trước khi ấy thì mình nên set cái độ cao của nó. Đúng rồi, luôn phải có cái thao tác đấy. Con này độ cao tối đa là 500m à? Đúng rồi. Có thể set ở trong app luôn đúng không? Return to home ở trong cái khoảng cách là 30m thôi, 30m cũng được đúng không? Êm thật, cảm chuyển động cam rất mượt luôn mà nó cái các bạn là cái thân máy bay nó bay cũng cảm giác ổn định. Cái kiểu thiết kế nó cứng cáp. Rồi, thử. Ấn thế này à? Có thể bấm đấy. Đây đây rồi, rồi. Tôi ấn luôn trên tay cầm cái nút đỏ này, return to home. Và đang chờ máy bay bay về. Nó sẽ tự động nâng cao lên độ cao là 30m. Thực ra mình đã nãy giờ mình bay cao hơn 30m rồi cho nên nó vẫn giữ độ cao gốc. Nó sẽ bay về luôn. Nó sẽ bay về luôn. Rất nhanh, bay nhanh nhở. Con này động cơ khỏe. Con này khỏe hơn hẳn Zino luôn ấy. Khỏe cái hơn. Động cơ khỏe hơn hẳn. Dù sao giá nó cũng cao hơn khá là nhiều. Cao hơn khoảng độ 3 triệu thì cái chất lượng cam hơn nhiều. Thì cũng hơn nhiều. Đây là bản đơn mà, đây là bản đơn. Bản đơn thì cao hơn nhiều. Bản combo Zino có 9 triệu 2 ở trên linh kiện RC thôi, giá rất là hợp lý. Rồi, về đây rồi sẽ tắt đi. Ok. Hạ cánh con tay. Ok rồi anh em ơi, buổi review của chúng tôi là đến đây là kết thúc rồi. Anh em có câu hỏi nào hay là comment nào thì hãy đặt ở bên dưới cho chúng tôi anh em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Đăng ký kênh nhận video tiếp theo nhá. Xin chào anh em.